ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió lúa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống podcast. Và để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô. Dạ chào chú. Cô khỏe không cô ạ? Dạ con khỏe, chú khỏe không? Tôi khỏe mạnh và nhất là nghe tin cô với anh Ngọc Minh tiên đoán thời tiết cho tàu trẻ ven mương là thời tiết mùa hè nóng cô ạ. Dạ. Thấm thoát vậy mà đã 43 năm rồi thưa cô. Dạ. 43 năm tôi muốn nói đến mùa hè đỏ lửa năm nào. Tôi không còn nhớ cụ thể được ngày tháng chính xác ra sao, nhưng cái cốt lõi thì đã in sâu vào tâm trí không thể phai mờ. Nó còn đọng lại thành ký ức, chất chồng dồn nén như từng viên gạch xây thành một căn nhà. Nếu có thể gọi được đời của những chiến binh oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm qua đã xây căn nhà Việt Nam là như thế. Tôi vẫn nhớ những cái bài hát của các em bé hát là cái nhà là nhà của ta, không khó ông cha lập ra cho con phải gìn giữ lấy, trăm năm với nước non nhà. Trước khi chúng ta nói chuyện cái nhà và nước non nhà ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa cô, Nam Phương đầu mùa hè có nhiều chuyện về cái nhà Việt Nam thưa cô. Cũng có những chuyện làm nổi cộm, tin tức làm mình tin tức mình tại Hoa Kỳ này. Tại Hoa Kỳ này có cái tin tức mình đó là có một cái anh chàng cha căng chúc kiết nào đó, không phải do dân mà cũng chưa phải vì dân đã chễm chệ ngồi nói chuyện với một anh nữa được dân bầu tại Hoa Kỳ. Cả hai anh chả đại diện tí nào cho người Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Tâm tình này hôm nay tôi được chia sẻ với một người bạn trẻ thân mến, am tường về luật pháp, am tường về người Việt Nam yêu quê hương, đứng đầu sóng cho nhiều nhà tranh đấu dân chủ một thời gian đã lâu. Tôi thân mến gửi lời chào đến một người bạn rất là thân mến với tôi, và tôi nghĩ là ông đang trên đường dây chờ chương trình này. Xin gửi lời chào đến luật sư Hà Huy Sơn. Thưa nếu luật sư nghe được tôi ạ. Vâng, tôi luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội. Xin... Xin chào quý khán giả. Tôi đang tính hỏi luật sư ở đâu thì luật sư đã nói luật sư ở Hà Nội rồi. Thời tiết ở Hà Nội như thế nào thưa luật sư Hà Huy Sơn? Thời tiết Hà Nội thì mấy hôm nay thì nó cũng dịu hơn, tức là nó mát hơn so với các đợt trước này ạ.
À, luật sư có thể nói một đôi dòng, có nhiều người đã biết đến luật sư, tôi chắc chắn như vậy. Những anh em sinh hoạt dân chủ trong nước và chúng tôi bên ngoài này cũng có rất nhiều khán thính giả trên toàn cầu chưa được biết đến luật sư Hà Huy Sơn là ai. Ông có thể nói một đôi dòng về ông là ai được không? Vâng ạ. Tôi là một luật sư, thì tôi cũng mới hành nghề được 5 năm thôi. Vâng. Ở cái vụ án đầu tiên ấy, thì là tôi là làm người bào chữa cho tiến sĩ luật của Huy Hà Vũ. Sau đó thì chính từ cái vụ án này mà có thể gọi là tôi có duyên với các cái vụ án về hình sự theo luật Việt Nam gọi là tội nó thuộc cái chương an ninh quốc gia, hay là như trong dân dã thì người ta hay nói là nó những cái tội thuộc về chính trị, hay là những cái tội mà nó gọi là nhạy cảm. Nhưng mà theo pháp luật của Việt Nam ấy thì người ta không nói rằng là không có cái tội nào là tội về chính trị cả. Vâng. Thì đó thì tôi cũng làm luật sư, rồi tôi là bảo vệ cho các cái vụ như cho anh Hải Hữu Cầy, rồi là em Phương Uyên, rồi cả cái vụ của ông nông dân Đoàn Văn Vươn, và một số vụ nữa tôi cũng không nhớ hết ạ. Vâng. Luật sư là người vua biết mặt, dân biết tiếng đây. Ông nói ông hành nghề được 5 năm, nhưng đó là một bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp, trong cuộc đời là luật sư của ông. Tất cả những phiên tòa mà ông biện hộ cho ông vừa mới nói, trong đó có một người bạn thân mến nữa là Bùi Thị Minh Hằng. Vâng, xin lỗi ạ, còn thiếu chị Bùi Thị Minh Hằng ạ, và luật sư Lê Quốc Quân ạ. Và còn có cả mục sư Nguyễn Cung Chính ạ, và cũng còn là một số người đó mà tôi cũng không chưa nhớ hết ạ. Có một người nữa là rất là thân mến với tôi, gọi là người ta gọi là bà già giết giặc, cụ bà Lê Hiền Đức, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diệm. Những người rất là thân mến. Trong tất cả những vụ án này, hầu như là những người đều có một phần nào chính thức, chắc chắn không phải một phần nào đâu, cuộc đời của họ dâng hiến cho tự do, cho dân chủ, tranh đấu. Sau những cái vụ án như thế này, ông có cái cảm nhận gì khi là một luật sư mà ông đứng ra biện hộ cho những người? Tôi chắc chắn là ông không có thù lao, nhưng có cái cảm nhận gì sau những cái vụ án lớn như thế này, thưa luật sư Hà Huy Sơn ạ? Vâng, thưa anh, tôi cũng xin nói luôn là các cái vụ án này là tôi cũng có thù lao, cũng được các cái gia đình của các cái thân chủ là cũng có trả thù lao, nhưng mà cái thù lao nó ở cái mức khiêm tốn thôi. Vâng, thế là một phần. Qua làm các cái vụ án này thì tôi có rút ra một cái điều. Tức là ở tất cả một cái xã hội tiến bộ hay một cái xã hội nào đó, thì cái mục tiêu cuối cùng hay cái mục tiêu mà cao nhất đó là người ta vì con người, vì cái nhân quyền, vì cái quyền của con người. Và để cái quyền con người được tôn trọng, được bảo vệ thì phải có một cái xã hội dân chủ, tự do, và có một cái nhà nước pháp quyền. Và chính cái nhà nước pháp quyền này nó mới bảo vệ được cái xã hội dân chủ, hay nói cách khác là nó mới thừa nhận những cái quyền lợi chính đáng của con người và bảo vệ cái quyền của con người. Tôi cũng xin nói ngắn gọn nó là như vậy. Và cái mong ước đó ở Việt Nam thì nó còn phải phấn đấu, hay tức là còn phải đấu tranh, tức là tóm lại là cái xã hội dân chủ còn đang là một mục tiêu hướng tới của xã hội Việt Nam hiện nay. Một trong những người mà luật sư Hà Huy Sơn biện hộ cho mới được trả tự do hay là hết hạn tù, tôi muốn nhắc đến luật sư Lê Quốc Quân, rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ông có cái nhận xét gì về phiên tòa này, và cái phiên tòa khi ông Quân bị xử 3-4 năm gì đó, và hôm nay ông ấy được đi ra rồi, ông phải thì phải cho ra chứ không phải được nữa,
luật sư có cái tâm tình gì cái phiên tòa cuối cùng mà luật sư biện hộ cho ông luật sư Lê Quốc Quân thưa luật sư Sơn ạ? Cái phiên tòa của luật sư Lê Quốc Quân nó là một cái phiên tòa cái tội mà luật sư Lê Quốc Quân bị xét xử hay là bị kết án ấy thì nó không thuộc về cái tội trương an ninh quốc gia, tức là tôi nói theo như dân dã, tức là nó không thuộc vào cái tội về chính trị mà nó thuộc vào cái tội kinh tế, tức là nói về là trốn thuế. Thì có thể nói rằng là đây là một cái trường hợp mà các cái cơ quan pháp luật của Việt Nam là rất là ưu ái đối với luật sư Lê Quốc Quân, tức là ưu ái theo cái nghĩa là pháp luật hình sự Việt Nam thì là chưa có cái quy định là pháp nhân hay là doanh nghiệp, hay nói cụ thể ra một công ty mà cho rằng là trốn thuế thì giám đốc phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng mà đối với trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân thì tôi chưa nói rằng là cái công ty đó là có là trốn thuế hay không, nhưng cái chuyện mà truy cứu trách nhiệm hình sự đối với luật sư Lê Quốc Quân với tư cách là người làm giám đốc của doanh nghiệp thì cái này nó chưa có cái quy định trong pháp luật Việt Nam. Thế nên với cái lập luận đó thì tôi cho rằng đây là một cái bản án bất công đối với luật sư Lê Quốc Quân. Luật sư Hà Huy Sơn là một trong những luật sư tôi quen biết ở trong nước. Tôi đều quý mến các vị cả. Có một người trọng tuổi nhất mà tôi dành rất nhiều tình cảm. Ông ấy mới quá vãng cách đây được một thời gian ngắn thôi. Tôi muốn nhắc đến là cụ luật sư Trần Lâm. Và sau này nữa có một người đi theo bước chân của luật sư Trần Lâm để giúp cho tất cả những anh em tranh đấu dân chủ trong nước. Dù rằng như ông nói có nhận thù lao nhưng rất khiêm nhường. Rất khiêm nhường. Hà Huy Sơn là một trong những người tôi rất là quý mến. Luật sư còn trẻ thôi. Tôi xin phép được nhắc lại cái thời gian khi luật sư lớn lên, tức là cách đây 40 năm sau ngày người ta nói là giải phóng đất nước, anh em bốn bể một nhà. Cho đến ngày hôm nay, sau 40 năm trời, ông lớn lên theo dòng đời và trở thành một người luật sư có tên tuổi ở trong nước cũng như ngoài nước. Ông có cái nhận xét gì về 40 năm qua, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Sau 40 năm thì tôi có một cái nhận xét về cá nhân tôi thôi, thì tôi thấy rằng là để mà xã hội Việt Nam muốn phát triển hay muốn thoát ra được cái tình trạng trì trệ hiện nay ấy, thì mỗi người phải có cái sự phải xem xét lại quá khứ, đánh giá lại chính mình và đánh giá lại quá khứ để mà tìm ra cái lối thoát cho cá nhân và cho toàn xã hội. Tôi muốn nêu một cái điều chắc chắn luật sư phải đồng ý với tôi, đánh giá lại cá nhân hay đánh giá lại những tập thể của mình để nhìn một cái xã hội tốt. Cái điều phát biểu của tôi là kẻ hứa giải phóng dân tộc và kẻ thọc dao vào cổ dân tộc cũng chỉ là một. Ông theo dõi tất cả những sinh hoạt, nhất là ông ở trong nước, đi ngược lại thời gian cách đây 1-2-3 năm gì đó, các em sinh viên đi biểu tình chống Trung Quốc để giành độc lập tự do gì đó. Và đến bây giờ thì coi như là hầu như vắng bóng những cái chuyện này. Ông có sự nhận xét gì về 2-3 năm cách đây và ngày hôm nay về những việc mà các người trẻ, trong đó có luật sư đối diện với Trung Quốc và đối diện với những người cầm quyền như thế nào hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Thưa anh, đối với cái vấn đề này thì tôi có thể mượn một cái câu chuyện mà hiện nay nó cũng đang được phổ biến ở trên mạng Internet, tức là có một cái cô gái học sinh 17 tuổi ở bên Trung Quốc nói về cái khái niệm thế nào là Tổ quốc, thì tôi thấy rất thấm thía và rất tâm đắc với cái khái niệm của cái cô bé đó. Tóm lại là cái cô bé đấy cho rằng là Tổ quốc nghĩa là cái nơi nào mà người ta bảo vệ cái quyền lợi của mình, hay cái nơi mà mình được nương tựa vào đó, thì đấy chính là cái
cái tổ quốc của mình, lên có những với cái quan điểm đó thì tôi cho rằng là có những người có thể là sống ở trên ngay chính quê hương của mình, nhưng mà cái quyền con người nếu không được bảo vệ, không được nhà nước bảo vệ thì có thể gọi là người ta bị mất tổ quốc ngay trên chính quê hương của mình. Và cũng tôi mượn cái câu chuyện như thế để mà muốn chia sẻ và trả lời cái câu hỏi của anh ạ. Theo câu trả lời của ông ấy, thì chúng ta và nhất là đối chắc chắn là tôi hỏi câu này nó thừa. Chắc chắn là vì tôi ở xa ông cũng như xa Tổ quốc Việt Nam hơn một nửa vòng trái đất phía bên này Thái Bình Dương. Chắc chắn là nước Việt Nam chúng ta vẫn còn đấy. Nhưng cái Tổ quốc của ông nó còn mạnh như thế nào lòng của ông đối với những cái sinh hoạt, những cái hoàn cảnh nó đang xảy ra tại Việt Nam bây giờ, thưa luật sư Hòa Huy Sơn? Đối với tôi, cái khái niệm mà Tổ quốc đối với tôi nó là cái gì đó mà tôi hàng ngày tôi vẫn làm, và tôi phải đấu tranh, và tôi giành lại, và tôi tìm lại cái tổ quốc của mình. Ông có gặp khó khăn gì không? Đối với cá nhân ông, ông biện hộ cho toàn những người mà vi phạm điều 88 hiến pháp gì đó. Tức là ông đi ngược lại dòng với những người cầm quyền ngày hôm nay. Ông đời sống ta, ông có gặp khó khăn gì không? Không, tôi xin thưa anh là tôi là luật sư biện hộ cho những người mà theo cái điều 88 của Bộ luật hình sự, hoặc là cái điều 258 của Bộ luật hình sự, tức điều 88 là tội tuyên truyền chống nhà nước, rồi là cái điều 258 tức là cái tội mà lợi dụng quyền tự do dân chủ, thì tôi làm những cái việc này là hoàn toàn hợp pháp và phù hợp với cái pháp luật của Việt Nam. Tại vì tôi là cái thẻ luật sư của tôi, cái thẻ hành nghề của tôi là do Bộ Tư pháp của Chính phủ Việt Nam cấp, rồi cái việc tôi bảo vệ các phiên tòa đấy là đều phải có cái giấy phép hay gọi là giấy chứng nhận bào chữa của tòa cả. Nên cái việc làm của tôi là việc phù hợp với pháp luật và được pháp luật Việt Nam cho phép, chứ không phải là chống lại chính quyền Việt Nam này nhỉ. Tôi đặt câu hỏi như vậy là vì như tôi nói với ông phần đầu, có rất nhiều luật sư tôi quen biết, một người luật sư có thể là bằng tuổi ông hay trẻ hơn ông, tôi muốn nhắc đến là luật sư Huỳnh Văn Đông, trong Sài Gòn có Lê Trần Luật, có Nguyễn Bắc Chuyển, Lê Công Định, tất cả những người này cũng đều làm việc như ông thôi. Và có một ông nữa mới đây là luật sư Võ Đôn An gì đó, cũng đang nghe đâu bị một cái anh nào vớ vẩn nó đòi nó lột cái bằng luật sư của ông ta. Lý do tôi hỏi như vậy mà ông cảm thấy ông vẫn được là cái gì, tự do là ung dung trong ràng buộc. Tự do là ung dung trong ràng buộc, ông vẫn là trong cái ràng buộc đó. Thật ra tôi muốn hỏi ông là như vậy, thưa luật sư Hà Huy Sơn. Dạ, vâng. Một cái điều nữa tôi muốn được nhắc đến, những cái sinh hoạt mới đây này, chắc ta chúng ta sẽ đưa vào cái chuyện mà cái anh chàng tôi nói trong phần đầu của tôi là cái anh chàng chắc căng chú kiết ở đó, nhưng mà cái tin mà ông ở ngay tại Hà Nội bây giờ, và chắc chắn là khi ông ngồi đi uống cà phê với nhau, nhiều người đều nói câu chuyện này về trường hợp của ông Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ông có cái biết gì về điều này không, thưa luật sư Hà Huy Sơn ạ? Ông Phùng Quang Thanh thì là đương kim là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra thì cái chức thực tế to hơn nữa là ông là Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì mọi người cũng gần đây thì cũng quan tâm, tức là cũng xôn xao về cái thông tin về cái chuyện sức khỏe của ông ấy. Nhưng mà đối với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng các cái cá nhân hay các cái thành viên của Bộ Chính trị hay nói chung ở cái nước Việt Nam thì các cái người lãnh đạo hay cái quan chức thì cái vai trò cá nhân của họ nó chỉ là phụ thôi. Nên tôi cũng không quan tâm đến cái chuyện ông Phùng Quang Thanh nó làm sao cả.
Người ta nhắc đến có sự phân chia quyền hành giữa một số người theo Trung Quốc và một số người theo Tây Phương. Cái nhận định của ông có phải Phùng Quang Thanh đứng giữa đường dây này hay không mà bị những cái câu chuyện như là nằm nhà thương, bị ám sát, bị thế này, bị thế kia, nó có phải như vậy hay không? Những cái thông tin là ông này thân với Trung Quốc, ông kia thân với phương Tây chẳng hạn, thì tôi không có cái căn cứ và tôi không có cái bình luận về cái đó. Nhưng mà đối với riêng ông Phùng Quang Thanh thì ông ấy có tuyên bố trên báo chí, ông cho rằng là cái tâm lý hay là cái ứng xử của người dân mà ghét Trung Quốc thì là không có lợi cho đất nước hay không có lợi cho dân tộc ấy. Thì tôi không đồng tình với cái quan điểm này của ông ấy. Tại vì tôi thấy rằng trong cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc ấy, thì người dân nhận được rất nhiều những cái bất lợi. Tôi lấy cụ thể chứng minh rằng là trong cái quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, càng quan hệ sâu thì cái quan hệ thương mại, tức là Việt Nam nhập siêu của Trung Quốc càng ngày càng tăng. Tức là cái điều đó nó nói lên rằng là cái người dân Việt Nam đã bị mất nhiều công an Việt Nam cho người dân Trung Quốc. Và cái thực tế khi tôi sống ở trong nước đây thì tôi thấy là các cái hàng hóa công nghệ của Trung Quốc thì đã đầu độc cái môi trường sống, rồi là đầu độc con người đối với người dân Việt Nam, là gây những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Và cái nữa, tức là tôi thấy là Trung Quốc là cái nước mà đang xâm chiếm cái biển đảo hay xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam, nên tôi là một người dân, tôi cũng không thích chính phủ Trung Quốc. Chính vì cái điều này mà tôi không đồng tình với cái quan điểm của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Có một câu nói mới gần đây đấy, có thể nói là có đối với nơi mà ông sống, tôi không nhớ nguyên văn, nhưng ông thủ tướng, viên chức thủ tướng có nói là quân đội phải trung thành với Tổ quốc, phải trung thành với nhân dân, chứ không phải bất cứ một tổ chức nào khác hay đảng chẳng hạn. Ông có nhận xét gì về câu nói này, là một người làm luật? Cái câu nói này thì trong cái hiến pháp 2013 mới đây thì người ta cũng đã có cái ràng buộc, người ta đã cái quy định rằng là lực lượng vũ trang hay quân đội là phải trung thành với đảng. Hay là tại cái hiến pháp này nó cũng đã có một cái thiết kế về nội dung mà nó rất là mâu thuẫn ngay về cái logic hình thức. Tức là có cái điều 4 của hiến pháp thì nói rằng là đảng lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhà nước, nhưng lại có một cái điều khác nói rằng là quốc hội là cái cơ quan quyền lực cao nhất. Thì tôi thấy rằng là giữa hai cái điều này nó mâu thuẫn với nhau. Và trong thực tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam là cái người mà chi phối toàn bộ cái quyền lực hiện nay ở cái đất nước này. Phần nào câu nói của viên chức thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi nghĩ là đã đánh động lòng yêu nước của phần nào những người dân, những lòng ái quốc của nhân dân Việt Nam. Thưa luật sư Hà Huy Sơn, lòng ái quốc của nhân dân Việt Nam tại Việt Nam, trong hay ngoài nước, đó là nơi trú ẩn cuối cùng của những kẻ côn đồ. Bỏ cái sự mà lợi dụng lòng ái quốc để ra, những kẻ côn đồ không có chỗ nào trú ẩn cả. Đối với ông, với tôi, chúng ta đều hiểu là sự áp bức chỉ tồn tại được trong sự im lặng. Và ông đã không im lặng. Ông đã không im lặng cho chính ông, và ông đã không im lặng cho tất cả những người mà ông đứng ra, ông biện hộ cho. Cách đây một thời gian, tôi đi ngược lại quá khứ của ông một chút. Ông có cái dịp người ta bảo là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tôi không biết là ông đã được đi đến bao nhiêu quốc gia rồi. Cách đây tôi biết ông đã đi sang bên Thụy Sĩ hay bên đâu đó. Có cái điều gì nhận xét khi ông được có chuyến đi ra khỏi nước Việt Nam và đi tiếp cận với những nước khác, thưa luật sư Hà Huy Sơn ạ? Ông đến Na Uy phải không ạ? Dạ vâng, tôi thì cũng chỉ mới đi được
có mấy nước thôi, gần Việt Nam thì có mấy đi sang Thái Lan thì Trung Quốc thôi, và cái đây còn độ 2 năm thì tôi có sang Laos 2 lần và có sang Đô La trong Thụy Sĩ, trong cái dịp mà đi cùng với cái đoàn của Laos về cái tham gia cái biểu trần nhân quyền của Việt Nam. Thì thực sự là cái thời gian nó đi nó cũng ngắn nên tôi cũng không có cái hiểu biết gì nhiều lắm, mà các cái hiểu biết về nước ngoài thì chủ yếu là hiểu biết qua internet, qua sách báo là chính ạ. Tôi nghĩ là hai cái điều vừa nói, báo chí và internet đấy, cái điều đó là đúng hết tất cả mọi nơi đó, thưa luật sư Hà Huy Sơn. Nếu không có internet bây giờ chúng tôi với ông không có liên lạc được với nhau, hay không có điện thoại viễn liên nói trực tiếp ngay như bên cạnh tai như vậy đâu. Một cái điều nữa tôi muốn nhắc đến là những cái sinh hoạt đang xảy ra giữa Việt Nam và nước Hoa Kỳ là nơi chúng tôi đang ở đây này. Có một cái luật mới chắc ông nghe đến là cái hiệp định về đối tác xuyên Thái Bình Dương, người ta viết tắt của tiếng Mỹ là TPP gì đó. Ông có cảm nhận gì về cái điều này là một cái điều tốt cho Việt Nam hay không? Hay cái điều này là một cái điều mà Hoa Kỳ đang kéo Việt Nam lại gần phía bên mình để chống lại Trung Quốc hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Cái việc mà Hoa Kỳ có kéo Việt Nam chống lại Trung Quốc hay không thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà qua cái sự hiểu biết của tôi về cái gọi là hiệp ước cái TPP thì tôi thấy rằng rất có lợi cho người dân Việt Nam. Thì đây nó là một cái có cái cơ hội để cho người dân Việt Nam có thêm nhiều công ăn việc làm, và cái thứ hai là nó bớt đi cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì những cái điều đó thì tôi thấy rất rất có lợi, và tôi cho rằng những cái gì mà Việt Nam xích lại gần phương Tây, xích lại gần Mỹ thì tôi đồng tình, và tôi cho rằng những cái đấy là có lợi. Tại vì là tôi có thể nhìn ngay được rằng là Việt Nam quan hệ với Mỹ thì Việt Nam chỉ có xuất siêu sang Mỹ thôi, tức là người lao động Việt Nam, người dân Việt Nam sẽ có công ăn việc làm, và tôi thấy rằng là Mỹ thì không có xâm lược lãnh thổ Việt Nam giống như là Trung Quốc. Nên với những cái căn cứ như thế thì tôi thấy làm TPP là cái có lợi, và là một người dân Việt Nam thì lên ủng hộ. Ông vừa mới nói Mỹ không có xâm chiếm Việt Nam, thực sự Mỹ không xâm chiếm bất cứ một nước nào trên hành tinh trái đất này, thưa ông. Họ đổ xương máu nhiều cho bên Âu Châu thời Thế Chiến thứ hai. Họ cũng đổ xương máu tại Nhật, và ngay sau đó trong 30 năm sau họ đã xây Nhật lại thành một cường quốc kinh tế cho đến ngày hôm nay. Và chống Mỹ cứu nước gì đó. Bây giờ thì như thế nào thì ông biết rồi. Câu hỏi của tôi nữa là cái nhận định của ông như thế nào, cái giá trị ông đánh giá trị như thế nào đối với những người cầm quyền ngày hôm nay, liệu họ có đủ khả năng để chịu đựng nổi những đà tiến triển nó đang tiến tới hay không? Họ có khả năng lãnh đạo để làm như vậy hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Theo tôi thì cái vấn đề như anh nói, tức là những cái người lãnh đạo của Việt Nam hiện nay, tức là có đủ cái năng lực để mà dẫn dắt đất nước hay không? Đúng không ạ? Vâng. Thì theo cái định nghĩa đó thì tôi cho rằng là nó phải phụ thuộc vào cái đòi hỏi của người dân, phụ thuộc vào cái áp lực của người dân. Chứ còn thì cái nội tại bản thân của các cái vị lãnh đạo ấy thì tôi không hiểu các công vị, và tôi cho rằng là người dân phải dựa vào mình và phải có những đòi hỏi đối với những người lãnh đạo của đất nước. Tôi hôm qua tôi chuẩn bị cái chương trình của tôi với ông, tôi có lướt qua mạng có một cái bài viết của một cái ông nào đó, viết chính thức và phát tán đi rất là rộng rãi, nói là viên chức thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không có học lực, không có hàm vị cao, cho nên tôi đọc cái điều đó và tôi muốn đưa cái câu hỏi với ông là liệu họ có khả năng để theo với trào lưu tiến triển rất là nhanh như bây giờ hay không?
và phần nào ông đã nói cái đó là sự đòi hỏi của dân chúng, sự đòi hỏi dân chúng, nhưng mà theo ông biết ấy, là dân chúng không được bầu. Bên này có hơn một lần tôi đã phát biểu, có lẽ ông đã nghe là ông tổng thống chúng tôi có dở cách mấy chăng nữa, chắc chắn là tổng thống Hoa Kỳ không dốt, nhưng mà dở chúng tôi cũng phải chịu 4 năm thôi. Tổng thống Hoa Kỳ này có giỏi cách mấy chăng nữa, chúng tôi cũng chỉ dùng ông ta được 8 năm thôi. Còn một cái phần nào của những người cầm quyền bây giờ, họ đã lãnh đạo, họ đã làm việc tất cả cho nước chúng ta tụt hậu đã tới 40 năm rồi không ạ, 40 năm rồi. Cách đây một vài tháng hay một năm gì, ông chủ tịch nhà nước Trần Thanh Sa ông có tuyên bố là vấn đề chủ quyền biển đảo năm nay không xong thì năm tới, 10 năm này không được thì 10 năm nữa, không biết là 10 năm nữa còn sống hay không để lo vấn đề biển đảo. Và có một cái người mới sang đây, cha Căng Trúc Tiết, là tôi nói mới phần đầu với chương trình của luật sư ngày hôm nay, ông ta nói là đừng để cái vấn đề nhân quyền làm cản trở công việc tiến hành song phương của Hoa Kỳ và Việt Nam. Chắc chắn ông biết và tôi cũng biết sự kiện bất thường gây chú ý là ông Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ này không kèn, không chống, không gì cả. Đi xuống sân bay, nếu ông nhìn cái clip video của đài truyền hình Việt Nam quay về thì láo nháo như cháo với cơm, một đám người đi xuống như vậy, không có sự đón tiếp của ai cả. Nhưng nó đặc biệt lại được vinh dự ông nguyên thủ quốc gia này mời nói chuyện trong tòa Bạch Ốc. Hai cái điều cháu cần ngẫm thế này là như thế nào, cái suy nghĩ của ông là như thế nào, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Cái suy nghĩ của tôi cũng nó thống nhất ngay như cái buổi đầu nói chuyện, tức là tôi rất đồng tình với tất cả những cái gì mà làm cho nước Việt Nam này nó gần với các nước tiên tiến, từ gần với phương Tây hay cụ thể là gần với Hoa Kỳ trong các cái hợp tác, nhất là hợp tác về kinh tế và thậm chí kể cả an ninh quốc phòng, lên cái việc gặp gỡ giữa ông tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, với tổng thống Mỹ, tôi rất là hoan nghênh. Nhưng có sau đó thì có một cái tuyên bố chung Việt Mỹ, thì đối với tôi là một luật sư thì nguyên tắc luật sư của tôi là có cái quan điểm nó khách quan và đối chiếu theo pháp luật thôi. Thì theo cái hiến pháp hiện nay của Việt Nam ấy, thì chủ tịch nước với là cái người đại diện nhà nước trong cái công tác đối nội và đối ngoại, nên cái việc ký tuyên bố chung đó thì tôi thấy cũng có một cái vấn đề. Một là hiến pháp Việt Nam có thể phải sửa đổi để làm tổng bí thư làm người đại diện hay gì đó, tức là để cho nó phù hợp với cái hiến pháp Việt Nam. Thế là về phía Việt Nam. Còn đối với phía Mỹ thì tôi cũng thấy rằng là tôi đánh giá là cái nước Mỹ phát triển được như ngày nay là cũng dựa vào một cái giá trị, đó là cái giá trị của pháp luật. Tức là nước Mỹ phát triển rất là tôn trọng pháp luật. Nhưng mà qua cái sự việc này thì tôi có thể thấy rằng là có lẽ nước Mỹ còn đề cao cái lợi ích của nước Mỹ là cao hơn cả cái giá trị pháp luật của nước Mỹ. Tức là tôi có thể nói ngắn gọn là vì cái lợi ích của Mỹ thì có thể là Tổng thống Obama đã vượt qua cả những các cái giá trị pháp luật truyền thống. Đấy là cái suy nghĩ cá nhân của tôi. Thực ra cái điều ông nói rất là đúng với pháp luật, nhưng đối với những người đang sống tại Hoa Kỳ này và theo hiến pháp của Hoa Kỳ, cái giá trị của nước Mỹ là Chúa, Thượng Đế là nơi chúng tôi cậy trông. Ông mở bất cứ đồng bạc nào của Hoa Kỳ, hay ngay cả trong hiến pháp của Hoa Kỳ, đều có cái câu, đều có 3 chữ là In God We Trust. Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Ông có biết là không phải riêng ông có những suy nghĩ ngay đây, tất cả những nhà dân cử của không phải tất cả, nhưng một số rất là nhiều các nhà dân cử họ đưa lên cái việc mà đón tiếp ông Phúc Nguyễn Trọng là đón tiếp một chế độ độc đảng, là cội nguồn gây thảm họa cho nhân quyền tại Việt Nam.
Và Mỹ thì trong cái việc mà họ 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 chúng ta bàn cái này có thể chúng ta không không có khả năng hay không suy nghĩ biết được, nhưng chúng ta cũng tiên đoán cho tàu chạy ven mương đi. Đó là việc bán vũ khí và hiệp định xuyên Thái Bình Dương. Cả hai cái điều này nếu có đoạt được hay không thì một phần nào nó cũng gắn liền với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Ông có nghĩ là qua hai cái điều mà cấm vận vũ khí hay hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương sẽ được Mỹ dùng để làm một con bài đưa đến tình trạng tốt nhân quyền tại Việt Nam? Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy, thưa luật sư Hà Huy Sơn, ông có đồng ý hay không? Thưa anh, thì tôi có một cái qua những cái sự kiện đó thì tôi có một cái suy nghĩ khác như thế này. Tôi cho rằng là người Mỹ, nước Mỹ là rất là tự chủ, và cái tiến trình dân chủ ở Việt Nam thì cũng được người Mỹ đánh giá hay là cũng coi trọng, nhưng cái đó nó chỉ là phụ thôi, cái lợi ích của Mỹ mới là chính. Tức là theo tôi hiểu là cái tiến trình dân chủ của Việt Nam cũng có thể là bị cần thiết, thì cũng có thể là bị hy sinh để phục vụ cái lợi ích của nước Mỹ. Lên qua cái việc này thì tôi cũng muốn chia sẻ với những cái người Việt Nam rằng là mình muốn xây dựng một cái xã hội dân chủ tiến bộ ở trên đất nước Việt Nam này thì mình phải dựa vào chính người Việt Nam, và cái quá trình đó nó phải có trả giá, phải có chi phí, chứ không thể là trông chờ bên ngoài. Và cụ thể là như là nước Mỹ là một nước rất tốt đối với Việt Nam, nhưng mà cũng không thể trông chờ vào nước Mỹ được. Tại vì là tôi lấy dẫn chứng một cái cụ thể thôi, như cái năm 1974 thì cái việc mà Việt Nam bị mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc thì có lẽ là cũng có nguyên nhân của Mỹ. Nhìn về tương lai, kể từ bây giờ, phút này, tại Hà Nội, ông đang nói chuyện với tôi gần 10 giờ. Tôi đang phát thanh đi trên toàn cầu tại Đài Sài Gòn Dallas 1600, cũng như đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Ông nhìn thấy thế nào từ giờ đến cuối năm, cho đến sang năm khi có đại hội đảng thì 12? Ông có thấy một tương lai nó có thể là nó khác hơn chút xíu không? Khác hơn một chút xíu không? Tôi cho rằng cái tiến trình mà đất nước Việt Nam tiến tới dân chủ là một cái tiến trình không thể đảo ngược được. Vấn đề là cái tốc độ nó như thế nào thì nó còn là phụ thuộc vào cái bối cảnh quốc tế, và phụ thuộc vào chính cái nỗ lực của người dân trong nước. Tôi nghĩ như vậy. Nỗ lực của người dân trong nước, đó là trong đó có những người trẻ như luật sư Hà Huy Sơn. Nỗ lực của người dân trong nước, nhưng người ta không được nói, người ta không được làm. Như vậy thì là làm sao có nỗ lực, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Không, người trong nước hiện nay người ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và người ta đã nên biết đòi hỏi về cái sự công bằng, đòi hỏi về quyền con người. Người ta cũng đã bắt đầu lên tiếng và biết liên kết với nhau để đòi hỏi những cái quyền lợi chính đáng đó, thì tôi cho rằng đây là một cái nỗ lực đó, nó tích tụ đến một lúc nào đó nó sẽ làm cái biến đổi chất của vấn đề xã hội. Sự thực thì người Việt Nam mình, trong đó có ông có tôi, không biết mình mạnh được bao nhiêu cho đến khi nào. Chỉ biết rằng phải có sức mạnh duy nhất để mà tồn tại. Phải có sức mạnh duy nhất để mà tồn tại. Chúng ta đã vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay, đặc biệt với tôi với ông về những sinh hoạt của ông trong nước, những sinh hoạt quá khứ của ông với những nhà tranh đấu dân chủ. Như thường lệ, chúng tôi dành lại cho ông một đôi phút đó để ông có điều gì muốn tâm tình đối với người Việt Nam trên toàn cầu, cũng như đối với những người bạn thân mến của ông đang ở đang Việt Nam bây giờ. Thưa luật sư Hà Huy Sơn, xin mời ông ạ. Vâng, xin thưa với quý đại, tôi xin được bày tỏ
cảm ơn quý đại đã dành cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và tôi xin muốn được chia sẻ với những người Việt ở trong nước và người Việt ở nước ngoài. Và tôi cho rằng là cái việc xây dựng một cái xã hội dân chủ tiến bộ ở Việt Nam thì nó đem lại lợi ích cho cả người dân ở trong nước và người Việt ở nước ngoài. Nên tôi hy vọng là người Việt Nam thì mọi người hãy đóng góp theo cái khả năng của mình và cái tiến trình chung đó. Xin cảm ơn. Thưa luật sư Hà Huy Sơn, qua buổi nói chuyện của ông với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng ta nhận ra rằng trong bão táp của đất nước đã có những lớp người trẻ đứng lên trong cũng như ngoài nước để xây dựng bảo trì căn nhà Việt Nam chói lọi với năm châu. Sau 45 ngày, ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau 43 năm mùa hè đỏ lửa, lớp trẻ sinh ra lớn lên trưởng thành và đã gặt hái được nhiều thành tích phi thường làm cho thế giới phải ngưỡng mộ. Sự việc đối với cá nhân ông, luật sư Hà Huy Sơn vẫn bị pháp luật Việt Nam thách thức điều ông làm. Nhưng ông đã không sờn lòng và tiếp tục đứng về phía những người dân thân mến mà cần sự giúp đỡ của ông. Các luật sư rất thân mến với tôi như ông Nguyễn Văn Đài, Huỳnh Văn Đông, Lê Trần Luật, Nguyễn Bắc Chuyển, Lê Quốc Quân, Lê Luân, Trần Thu Nam, còn nhiều người lắm, còn nhiều người lắm. Đã tạo cho khuôn mặt pháp lý để bảo vệ nhân dân Việt Nam đáng tự hào, đáng vui mừng. Không chỉ cho hôm nay, mà còn bắc cây cầu cho một Việt Nam tự do, dân chủ, không xa tiếp theo. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn. Ông đã thức khuya để tâm tình với mọi người trong cũng như ngoài nước về tâm tình của ông và những việc làm của ông rất là tốt lành đối với những người mà cần sự giúp đỡ của ông. Chúng tôi cầu mong mọi an lành và hạnh phúc với ông và hẹn gặp ông trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Ngọc Minh, anh Lê Sương, đài truyền hình SVTN, đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Hà Huy Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Hà Huy Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin giữ non sông khó
phải cầu thề. Trời Việt thanh thang, quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa, bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa, gió lúa kinh hoàng. Nhiều công khó, vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòn trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới. Ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Yeah.